15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Người bình thường lại về nơi này quán thấy em trong ca thế giới về thôi lại ngày và vì lại sao chung sống trong sao được có thể ngắm mặt mặt tay giếng chơi với ngài nào có tay giếng nhiều mà đang nghe mò tiếng trong thầy chỉ cầm dù đi chị cho má qua lỗ ta thay kẻ mà chung đó không còn bị đoạn 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Bây giờ là 14h26 ngày 24/6/2023. Thì 15m đang quay hình tại mộ của cậu Năm để cho tất cả quý cô chú quý anh chị ha. Anh chị cầm dù cho má. À, được rồi, cảm ơn. Được rồi. Dạ. À, cảm ơn nắng quá rồi, cô che dù cho chú nha. Dạ. Bà xã, cầm đi, anh đang lấy thêm dù. Bây giờ 15m sẽ lấy thêm dù ha để che cho quý khán giả. Ở đây thì 15m thấy một đoàn ba xe ha đang đậu ngoài đây. Có lẽ là chuẩn bị vào để viếng mộ cầu. Cô mình qua đây lấy dù rồi cô ơi. Dạ. Mình đến viếng cậu Năm phải không cô? Dạ. Dạ. Để Cà Mau lên nè. Cà Mau hả cô? Trời ơi, mình đi mấy xe cô? Một xe hả? Một xe một à. Dạ con thấy đậu 2-3 xe ngoài đây con biết rồi đi chung đi đi. Đó. Dạ. Đoàn của mình là bao nhiêu người cô? Dạ. Đây, đi con ơi. Rồi cô, con chào cô ha. Đoàn của mình từ Cà Mau phải không cô? Dạ. Dạ. Từ Cà Mau lên. Dạ. Trời ơi xa quá. Dạ. Dạ. Rồi anh chị mình qua đây luôn đi anh chị. Rồi. Cô mà bây giờ để con đưa các cô vào thôi, trời nắng lắm. Dạ. Nắng che cái đầu nó dầu.
Vậy anh che cái giò thôi, anh chụp cái đầu lại. Che cái giò thì anh nắng cái đầu. Nắng quá. Để con che vô cho cô nha. Được rồi, con nữa. Dạ. Cô mình đến từ đâu cô? An Giang. An Giang hả? Trời ơi, xa quá ha. Từ An Giang mà cô đi lên đây với ai cô? Không, cũng như là vì đi lên đây là cũng như đi tới hai chập, cũng như đưa mấy đứa cháu lên đây vậy đó. Dạ. Sáng dịp chị hai lên đây luôn. Dạ. Diễn luôn chứ hồi lúc mà xưa xây mộ thấy hoành tráng lệ đây nè, mà dạ. lên không có được. Dạ. Tới nay mới lên được. Dạ, vậy là quá quý rồi hả? Thăm, dạ. Mến mộ dữ lắm con. Dạ. An Giang. An Giang. Dạ. Vậy là mình lên đây là mình cũng thỏ niềm mong ước hả cô? Thỏ niềm năm ước rồi đó. Dạ. Có thấy mộ con năm đẹp không? Đẹp. Dạ. Cái này á phải che một cái vụ đứng vậy nè ngay đây. Dạ. Là mấy chất lượng che mấy cái này rất là thực. Hiện tại thì chị Loan con của cậu Năm á đang xin để thuê một cái rạp để che luôn. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà để cấp trên duyệt con. Vậy đó hả? Dạ. Để che cho cậu Năm á. Để đâu là cái này nó phai nè. Dạ. Lâu ngày nó phai màu. Phai màu. Hình quá đẹp. Cặp rồng này là mới nhận về hôm qua đó cô. Cặp rồng xanh nè. Vậy đó hả? Dạ. Người có tài mà có sắc hết trời. Dạ. Đóng quả lương 1.000 tuần giờ cũng hay hết 1.000 tuần luôn. Dạ. Mê dữ lắm trời, mới ngộ mê. Đẹp đẹp đẹp. Thôi dì hai đi ra hôm nay chút. Dạ rồi con cảm ơn dì hai nhiều ha. Dạ. Quá. Dạ. Để con đưa giờ dì hai ra đường. Nắng lắm. Dạ. Là con quay ở đây đó hả? Dạ, con quay ở đây suốt. Dạ. Thấy quay YouTube quay mỗi ngày luôn vậy, bắt mỗi ngày luôn. Dạ. Bắt mỗi ngày, ngày nào cũng bắt. Ngày nào cũng theo dõi hết. Đi. Dạ. Lên cũng được đó. Dạ. À, bây giờ lên được thì mừng. Thỏa nguyện ước mơ rồi con. Dạ. Rồi. Rồi. Thôi con cảm ơn dì hai. Dạ, ha, chúc cho dì hai nhiều sức khỏe nha. Rồi, rồi, cảm. Dạ. Ơn con nhiều. Như các cô chú anh chị hay ha, khán giả sau khi mà viếng xong thì trả lại vô và vào đúng nơi quy định, rất là tuyệt vời, một cái hình ảnh rất là nhân văn. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.